Mang vỏ hộp sữa đã qua sử dụng đến cửa hàng và đổi lấy quà tặng là điều mà chị Quỳnh đều đặn duy trì trong nhiều tuần qua. Điều đáng mừng là không chỉ chị mà hai con nhỏ của chị cũng đã dần xem đây là thói quen. Bé rất là hào hứng về cái việc mà khi uống xong sữa thì bé sẽ vệ sinh và cuối tuần để mang đến cửa hàng để đổi quà. Thông qua đó thì con tôi cũng bắt đầu đã có những cái việc mà ý thức và hình thành thói quen trong việc bảo vệ môi trường. Không chỉ mẹ con chị Quỳnh, một khảo sát của Nelson cho thấy có đến 55% khách hàng sẵn sàng thay đổi thói quen tiêu dùng để bảo vệ môi trường, trong đó cách ứng xử với bao bì sau khi sử dụng là một trong những thay đổi phổ biến, đặc biệt là với thế hệ người tiêu dùng mới. Hồi đó khi mà mình uống xong mình sẽ giữ lại để mình trồng cây, đặc biệt là rau xà lách trong mùa dịch đó. Khi mà trồng xong một đợt đó thì không còn sử dụng được nữa, thì sau đó mình mới tìm hiểu lên fanpage của Vinamilk, mình tìm hiểu thì mình thấy được cái chương trình là đổi vỏ hộp sữa để tái chế, sau đó mình sẽ được nhận quà. Thì mình đã lấy những cái hộp mà mình vừa uống xong, mình đi rửa sạch, sau đó mình đem lên đến cửa hàng để mình đổi quà. Các bé nhỏ đi cùng với ba mẹ mặc áo mưa, đội nón giữa trời mưa và cũng ôm một túi cùng những cái vỏ hộp sữa tới đổi và ôm khư khư, rất là dễ thương. Cũng nói ba mẹ là tiếp tục sẽ gom để được những cái món quà khác. Ghi nhận từ doanh nghiệp này cho thấy chỉ trong 2 tháng triển khai, chương trình Vỏ Sinh Được Tái Sinh đã thu gom được khoảng 1,5 tấn vỏ hộp sữa, tức khoảng 180.000 vỏ. Riêng trong tháng 9, khi chương trình được mở rộng thực hiện tại cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đã có trên 7.000 lượt đổi vỏ hộp. Vỏ hộp giấy được đồ uống ở tại nhà máy tái chế thì sẽ được đưa vào cái dây chuyền ở đây, thì nó sẽ được phân tách thành 2 thành phần là cái thành phần bột giấy và cái thành phần nhôm nhựa. Thì thành phần bột giấy thì sẽ được đưa vào sản xuất các cái sản phẩm giấy rất là đa dạng. Còn thành phần nhôm nhựa cũng vậy, cũng sẽ được đưa ra sản xuất thành các cái sản phẩm như là tấm lợp, tấm phẳng sinh thái hay là các cái chậu cây hay là những cái móc treo quần áo sinh thái. Hiện nay người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là cái thế hệ mới, thế hệ các bạn trẻ Gen Z, Gen Alpha có ý thức rất là cao trong cái việc là bảo vệ môi trường. Thay vì là một cách đơn giản là quăng vào thùng rác, thì bây giờ Vinamilk muốn khuyến khích người tiêu dùng là sau khi sử dụng xong thì phải rửa sạch và xếp lại rồi đem đến các cửa hàng Vinamilk là đổi các món quà có giá trị. Thì cái việc này tuy là nó thêm công sức cho người tiêu dùng, nhưng mà đối với những người tiêu dùng đang dần dần hình thành các ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất, thì người ta coi cái việc này là một cái việc rất có ý nghĩa. Thực tế, người tiêu dùng thế hệ mới không chỉ quan tâm đến giá trị sử dụng mà còn coi trọng đến giá trị xã hội của sản phẩm, tạo thành động lực thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh, và chỉ những thương hiệu nắm bắt đúng nhu cầu mới có thể giữ chân và thu hút nhóm khách hàng này.